Hello các bạn, video hôm nay tiếp tục nhận máy để nâng cấp và sửa chữa nha các bạn. Máy này là máy kích cỡ Trung Quốc của anh Nam, khách hàng ở Cai Lậy, Tiền Giang gửi mình nâng cấp full nha các bạn nha. Thì bao gồm là thay thế lại tất cả các linh kiện, nâng cấp toàn bộ máy và bao gồm cả là quấn lại biến áp luôn. Biến áp này thì mình sẽ lãnh giá mình quấn lại luôn các bạn, quấn lại cân chỉnh áp lại. Con này thì nó 26 phết lớn nha các bạn, nhưng mà nó lạ lắm. Nó chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 con phét là phét thiệt thôi. Còn lại là D718 nha bạn. D718 mà hàng nó bị chết rồi á. À, người ta xài không được, người ta bỏ bạn. Nè phét nè, còn từ đây trở đi nè. Là đồ giả nha bạn. Có con TN90 nữa các bạn. Có con TN90 cái này nè. Các bạn mua máy Trung Quốc mà giá rẻ ha. Mua máy Trung Quốc mà giá rẻ thì nó chỉ được vậy thôi nha bạn nha. Chứ không ngon đâu nha bạn nha. Nó phét rất là nhiều. Nó cái mạc nó rất là nhiều phét. Tuy nhiên thì chỉ có 12 con phét là 12 con phét thật thôi, còn lại là đồ giả hết. Rồi, máy này thì làm những gì? Đầu tiên là nâng cấp full máy, thay dây nguồn, kẹp bình này thì mình giữ lại này, kẹp bình này khách mới thay. Thay hai cái cọc đầu ra nè các bạn. Hai cọc này thì nhổ bỏ nè. Nhổ hai cọc này bỏ, thay hai cọc đầu ra ở đây. Rồi thay toàn bộ tụ nguồn, tụ bâm, cuộn cảm, quấn lại biến áp. Thay SCG, canh chỉnh lại toàn bộ mọi thứ nha bạn. Nói chung là nói tóm lại là con máy này mình sẽ làm full máy, làm từ đầu đến đuôi, từ đuôi đến đầu. Đó, giá nâng cấp trọn bộ máy bao gồm cả quấn biến áp sẽ là 1,3 triệu nha bạn. Còn giá mà mình làm mà không có quấn biến áp á, thì giá nó sẽ rẻ hơn, chỉ khoảng 750, 800, 900 tùy điều kiện anh em làm thôi. Còn trường hợp này là làm full máy, nói chung là làm tất tần tật, không chừa lại thứ gì, chỉ chừa lại cái dàn phét thôi. Còn đây là dàn phét nè, các bạn thấy không? Ở dưới mạch mình đảm bảo rằng là nó không giờ nó đi mạch. Nói chung là cái này là phép giả bạn, gắn cho có nặng cho anh em đếm con á, đam mê đếm con có cái để đếm. Xíu nữa mình có cơ hội thì mình sẽ quay kỹ hơn cho anh em xem. Rồi đây bạn, máy phép lớn, phép nhiều, giá rẻ của anh em đây. D718 cũng có, rồi con UTC11N90L cũng có. Và tổng thể cái máy này 26 phép lớn nhưng mà nó chạy có nhiêu phép đây bạn. Đó, mấy bạn thấy cái cụm đường mạch không? Nó chạy có tổng cộng là 1, 2, 4, 5, 6 và 12 con phết lớn nha bạn. Còn ở đây là trang trí gắn cho vui để cho anh em có điều kiện mà để đếm ha, đếm cho 26 con phết nghe cho nó gùm gà, nghe cho nó giữ thằng ôn hột dịch lộn lên thôi, chứ thật ra thì nó chạy có nhiêu đây thôi nha bạn. Đó, đường công suất, đường công suất nó chỉ tới đây thôi nè. Đó, chạy tới đây à. Còn lại đây tí xíu là mình vui thì mình đãi, còn mình buồn là mình nhổ bỏ luôn các bạn ơi. Có thể là đãi cũng được, rồi còn mấy thì nhổ bỏ, chứ cái đường mạch này nó đâu có đi đâu đâu các bạn. Ba chân này nó đâu ăn vào đâu đâu. Đó, rồi ok ha. Máy phét nhiều, giá rẻ của anh em nó chỉ được vậy thôi. Anh em không có đòi hỏi được gì thêm hết nha các bạn nha. Đừng có đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì ở những con máy giá rẻ như thế này. Máy này vì sao mình nhận làm tới 1,3 triệu các bạn? Tại vì mình làm không còn chừa bất cứ linh kiện gì nhiều hết nha. Chỉ chừa lại cái dàn phép là 12 con ở đây thôi, với lại cặp SCG này thôi, còn lại tất cả linh kiện đều phải thay thế. Riêng đối với cục biến áp này mình sẽ mổ nó ra nha bạn, mình sẽ bỏ vô lò vi sóng, tách nó ra và mình quấn lại cái thứ cấp thôi, còn cái sơ cấp thì nó vẫn dùng tốt thì để nha bạn. Ok, đó, máy thì hiện trạng nó sẽ như thế này, kể cả con cảm cũng cần phải thay bỏ bạn. Cảm này nó quấn dây nhôm rất là tệ, zin thì nó xài không có được ha. Nói chung máy mình nhận nâng cấp full thì phải làm khá là nhiều, chứ không phải là làm sơ sơ là mình ăn tiền của khách được đâu bạn. Làm thì phải đảm bảo về cái độ bền tuổi thọ về sau nữa bạn ơi. Cái dàn tụ lọc nguồn nè, bốn cái tụ lọc nguồn trước nè, để bỏ đây đi cho nó đủ linh kiện ha. Còn những anh em nào mà nâng cấp máy mà muốn yêu cầu mình là gửi lại tất cả những linh kiện thay thế của anh em thì mình sẽ bỏ vô cái bọc rồi mình gói kèm cho mình gửi trả cho anh em thôi. Mấy cái đó mình ở đây mình cũng không có bán được, không có chát gì được, làm xong rồi mình luyện xuống chiều mình hốt rác mình đổ xong liền nha bạn. Ok, chào bạn. Ok bạn, thì hột bị hột mấy tiếng hồ cuối cùng cũng làm xong máy nha bạn nha. Thì máy này sửa chữa khá nhiều, nâng cấp toàn bộ máy từ trên xuống tới dưới luôn, từ đầu tới đuôi luôn. Nhưng mà điều đầu tiên mình phải nói là cái cặp kẹp mình giữ lại nữa bạn, tại vì cơ bản là cái kẹp này khách họ mới thay cho nên là không cần thiết gì phải thay nữa. Thì thay cái bộ dây tọc nguồn, bộ dây cấp nguồn cho máy nè. Dây này mình làm khá dài nha anh em xài cho nó thoải mái. Bốn cái cọc đầu ra này mình thay ha, hai cọc trước nè, hai cọc đen nè, cò bóp nè, rồi hai cọc ra ở phía sau, rồi là cọc mát vợt. Ở đây mình sẽ lấy thêm cái núm nè, mình rắn vô cho khách này anh dễ biết đường chỉnh nha bạn. Còn thiếu con ốc nữa do cái hồi nãy mình tháo ra là mình dự định thay mới, nhưng mà cuối cùng mình quên
quên thay. Rồi gắn cho khách một cái núm ha. Rồi nhấn nhả ok. Rồi hai cọc trước thay luôn nè. Rồi làm lại phần áp. Cái biến áp này áp máy Trung Quốc cũng khá cao. Anh em muốn xem đầu tiên video thì mình cũng nói rồi, máy này đếm con tính tiền thì nó tới 26 phép lớn, nhưng mà thật chất ra nó chỉ có 12 con thôi, thì còn lại tất cả đều là phép giả, nó không có chạy. Dàn tụ lọc nguồn nè mình thay nè, dàn tụ bơm mình thay, cũng cảm mình thay. Cảm này là cảm của Trung Quốc rất là tệ, nói chung mình cần phải làm. Cặp SCG này thì để lại ha, đo nó lên rất kim rất là đẹp. Rồi bốn cái tụ lọc nguồn trước là phải thay nè bạn, sáu cái tụ lọc nguồn sau phải thay, ba cái tụ bơm nào phải thay. Và tất cả những linh kiện này mình nói luôn là mình sẽ dục bỏ hết, không có xài được đâu nha bạn nha, đồ Trung Quốc nó rất là kém. Chỉ có những con tụ này nè thì có thể là giữ lại để làm những cái máy nạp bình đó thì ok đó, giữ lại mấy cái này thôi. Cảm này thì bán ve chai phế liệu. Ok ha, bây giờ tiến hành test máy nha bạn, kẹp bình và test máy thôi. Máy này thì cọc cò bóp là mình dời ra phía trước, là anh khách lưu ý giùm mình ở chỗ này nè, cọc cò là mình dời ra phía trước này, giờ ở đây ha. Rồi ok, bóp cò. Cọc tải ra thì nó vẫn nằm ở phía sau này, mình thay cặp mới cho khách luôn rồi đây nha. Ba chế độ thì vẫn giữ y nguyên, vẫn là chế độ trọng xung và chỉnh tần số. Đối với cái bộ vi xử lý này thì tần số tối đa nó là 240. Mình làm áp lại rồi cho nên là nó ăn dòng thấp lắm nha bạn. Bạn nghe nhìn dòng nè, 79A là tối đa nha bạn. Đó rồi, chế độ lì tần số tối đa nó chỉ có 200 Hz thôi, 200 Hz đó. Đó và dòng ăn nó cũng khá thấp, nó chỉ có 89A thôi. Rồi chế độ số 3 là chế độ gì anh em hay sử dụng để đi thả cá lăn cá chạch đó bạn, đó là chế độ 3 ha. Rồi chế độ này cũng có thể chỉnh nhanh lên như thế này để đánh một giọt cá trắng cá chép khá là ok rồi nha. Con này thì mình quấn lại biến áp, thay toàn bộ tất cả mọi thứ, nâng cấp full máy, làm lại dây điện dây nhựa cho thật là gọn gàng, máy nhìn sẽ rất là sạch đẹp và tôm tất. Và mình tiến hành gói máy và gửi máy đến cho khách hàng này. Ở khách hàng này ở Tiền Giang nha bạn nha. Rồi ở Tiền Giang, ốc ác rồi này kia mình bắn ốc mới hết nha bạn, không có để mấy ốc cũ đâu, nó tệ lắm, nó bị tụt găng hết trơn à. Rồi cái dàn tụ lọc nguồn này với dàn tụ bơm này mình đảm bảo với anh em sử dụng khoảng 1 năm hoặc 2 năm nó mới tả, chứ không phải nó tả nhanh đâu. Có cái vấn đề là anh khách này anh xin thêm cây quạt thì mình, anh kêu bán cho anh cây quạt thì mình gửi mình tặng cho anh thêm 2 cây quạt mới ha, về anh sử dụng cho cái máy kích cá gì đó, mình gửi cho anh 2 cây. Rồi ok, chào bạn.